Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách khắc phục lỗi không khởi động 3ds Max từ phiên bản 2016 cho đến 2022 của mình. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn cách khắc phục như sau. Các bạn vào ổ đĩa nhé, sau đó vào ổ C. Đầu tiên chúng ta sẽ bật folder ẩn lên trước. Bằng cách chúng ta vào tab view này, chọn cho mình chức năng Hide System này, chúng ta kích vào đây. Sau đó chúng ta vào mục User, tên máy của các bạn. Sau đó vào mục Data, Local, Autodesk, 3ds Max. Ở đây tùy theo phiên bản lỗi của các bạn. Ở đây mình có phiên bản 20, 21, 22. Nếu bạn lỗi phiên bản 2020 thì bạn xóa 2020. Ở đây mình đang lỗi ở phiên bản 2022. Chúng ta sẽ xóa phiên bản này đi. Vậy cái đường dẫn của chúng ta là, mình nói lại về đường dẫn này. Vào máy tính của các bạn, C này, vào mục User này. Đây là mục tên máy của các bạn. Mục Atada, Local, Autodesk, 3ds Max. Sau đó bạn xóa cái file này đi. Chúng delete đi. Sau đó bạn tắt cái này. Và bạn khởi động lại 3ds Max này được. Và có 3ds Max chúng ta mới như này, chúng ta tắt cái này. Chúng ta sắp xếp lại bố cục lại như bình thường.